Cả nhà xin chào mọi người. Cả nhà có khỏe không? Hôm nay Trang sẽ mời mọi người cùng vào bếp với Trang mình cùng làm một món tráng miệng. Đó là món mousse chocola, món mà người Pháp rất là ưu thích và cũng thường dùng trong sau những cái bữa ăn, dùng nó làm món tráng miệng sau những bữa ăn. Món này cực kỳ dễ làm và rất là nhanh gọn lẹ luôn, mà ăn thì rất là ngon. Hôm nay Trang mời mọi người cùng vào bếp với Trang nha. Để xem khi người đẹp vào bếp thì có ra ngô ra kho gì không cả nhà ha. Thường thì Trang hay thích quay cảnh ngoài trời đi chỗ này chỗ kia hơn, nhưng mà mọi người biết rồi đấy, mùa đông bên Pháp thì nó trời nó không có nắng, nó rất là âm u, ban ngày thì nó không có mặt trời và luôn lạnh và mưa râm râm á cả nhà, mưa và ẩm ướt mà lạnh lắm. Nói chung mùa đông bên Pháp thì thời tiết không có đẹp để quay những cái cảnh bên ngoài. Chính vì vậy Trang sẽ thường xuyên hơn ra những cái video ở trong nhà hơn. Khi mà hết mùa đông thì chúng ta sẽ quay cảnh ngoài nhiều hơn cả nhà ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu cùng vào bếp, cho mời mọi người cùng vào bếp với Trang nha. Chúng ta bắt đầu nha. Và thành phần của món tráng miệng hôm nay là mình cần một miếng thanh sô-cô-la như thế này. Cái thanh sô-cô-la như thế này là 200g đó cả nhà. Thành phần của nó là cacao, 51% cacao. Đó mọi người thấy nè. Mọi người thấy không? Đó, cái máy này nhiều khi nó lấy nét cũng chậm lắm. Và sau đó là 6 cái trứng gà nha cả nhà. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm nha, vô làm nha. Không biết mọi người có thấy Trang không ha. Bây giờ bắt đầu vô nha. Bây giờ là mình tháo cái này ra. Bẻ cái này ra xong rồi mình bỏ vô cái này nè, mình bỏ vô cái tô. Bẻ ra cái này. Đó. Xong rồi xíu nữa mình bỏ vô cái mekong á, mình cho nó chảy ra khoảng 2 phút là nó sẽ nóng, nó chảy ra. Sau đó là đặt trứng gà nha cả nhà. Đó. Đặt trứng gà mà màu trong trắng với trong đỏ riêng nha cả nhà ha. Cả nhà thấy rõ không? À, trong trắng để riêng, trong đỏ để riêng. Trắng riêng, đỏ riêng đó, 6 cái như vậy đó cả nhà. Này bể rồi. Đó, mọi người thấy Trang chưa? Không có khéo đâu. Trang chỉ chuyên nghiệp ăn thôi chứ không có chuyên nghiệp làm nha cả nhà. Ủa là la, ủa là la. Wow wow. Ok. Yeah. Có một cái miếng như thế này. Ok. Và bây giờ là sau đó thì sẽ đi cho cái này vô mekong để cho nó chảy cái nước ra. Và sau đó thì mình bỏ cái này vô đây. Đó, mình đo cho 2 phút nha cả nhà. Cho 2 phút. Cho nó chảy nước ra xong rồi sau đó cái mình là tiếp theo cái công đoạn tiếp theo ha. Sau khi mình lấy cái sô cô la ra xong nó đã nóng, nó chảy nước như thế này, cái mình quậy đều lên nha cả nhà. Đó, quậy đều lên như vậy. Sau đó cái mình cho cái lòng đỏ của trứng gà vào, mình khuấy đều trong 5 phút cả nhà, khoảng 5 phút thôi cho nó đều nhau. Đó.
quấy đều tay lên đó cho nó quyện vào nhau hết đó. Khi khuấy xong thì nó như thế này nè cả nhà, thêm xí nữa ơi, quấy thêm xíu nữa đó. Người thấy không, giờ nó quánh đặt lại rồi với nhau rồi. Bây giờ Trang đi đánh cái lòng trắng trứng gà hen. Đó, bây giờ thêm một xíu muối như thế này cả nhà. Đó, phải vô. Giờ đánh cái này lên. Mình đánh khoảng tầm 10 phút là nó sẽ đông đặc như thế này nha cả nhà. Đó, đây mọi người xem nè. Đó, bây giờ mình vô bắt đầu làm ha. Đó, và bây giờ này nó như thế này nha cả nhà. Đó, bây giờ Trang sẽ cho một muỗng này vô. Đó, đó. Sau đó đánh lên. Đó, đánh lên như thế này cả nhà nè. Đó, cứ vậy cho từng muỗng vào nha cả nhà. Đó, cứ vậy cứ cho từng mẹo muỗng vô, đó. Vô bếp thiệt là vất vả chứ. Đó, cứ cho từng muỗng vô thì đánh lên. Mọi người thấy ha. Để cái camera trên cái bàn á, khi mình làm nó rung cái bàn. Camera nó rung luôn đó, đánh cho nó xốp lên, nó phồng lên như vậy nè cả nhà. Từng muỗng vô như vậy đó cả nhà. Đó, khi nó tan ra nó hòa quyện vô nhau hết rồi nè, xong mình cho muỗng tiếp theo. Đó, cứ vậy thôi, cứ vậy là tiếp đi, tiếp tới nha. Như mọi người thấy là mình đánh lên và Trang đã đánh xong rồi cả nhà ha. Đó là bỏ vô muỗng cuối cùng, xong mình quậy xong nó xong rồi thì nó ra như thế này nè cả nhà. Đó, đó. Chừng 5 phút thôi, mình đánh trong 5 phút vào cả nhà. Rất là đơn giản và dễ. Bây giờ mình sẽ cho vô những cái ly như thế này. Đó. Cho vô những cái ly như thế này và mình bỏ vô tủ lạnh tầm 4 tiếng, khoảng 3 đến 4 tiếng là ăn được cả nhà ơi. Nó lạnh, nó đông lại á. Xong là bắt đầu ăn được rồi đó. Úi là cho một nửa thôi mọi người à, nửa. Thấy Trang giỏi không cả nhà? Đó, đẹp lắm mọi người thấy nè, nó quýnh lại nè. Nó được 6 cái không ta? Được 6 ly đó. Mọi người thấy nó keo lại không? Dễ thương không? Làm họ cho nói thiệt á, ăn ngon hơn là ở ngoài tiệm luôn. Trang mua ngoài tiệm về á, nhưng mà không có ngon bằng ở nhà làm. Khi mình đã làm đúng công thức, mình biết cách làm rồi, nó còn ngon hơn ở tiệm luôn á cả nhà. Mà nó không có ngọt,
ở ngoài tiệm nó bỏ đường, nó làm nó bỏ đường ngọt quá ngọt luôn. Đó, bây giờ còn cái cuối cùng cho nó vô gì. Xong đó cả nhà, nhanh gọn ha, đơn giản, làm cái này có mấy phút mà. Khi mình đánh lên cái lòng trắng trứng gà, mình đánh lên thì mình cho một xíu muối vô, như mọi người thấy rồi đó, một xíu muối, xíu xiu thôi, đánh chừng 10 phút. Khi nó là sao ta, nó phồng cái trứng lên, xong cái mình tắt đó. Xong rồi cả nhà, ta ăn, ta ăn. Đó là cái ly như thế này, dễ thương ha. Bây giờ cha sẽ cho vô tủ lạnh, sau đó là 3 hoặc 4 tiếng sau là mình đã ăn được rồi. Đó, đơn giản, nhanh, gọn, lẹ, mọi người thấy ha. Voilà, hẹn 4 tiếng sau gặp lại nha cả nhà. Xin chào cả nhà, sau 3 tiếng để muối sô-cô-la vào tủ lạnh thì mọi người thấy nó đã đông cứng như thế này. Đó, nó đặt lại nó cứng như thế này nè cả nhà. Bây giờ Trang nói là sau 4 tiếng nhưng mà đến 3 tiếng là có thể ok được rồi nha cả nhà. Bây giờ Trang sẽ review cho mọi người xem như thế nào nha. Coi tay nghề của Trang nó lên cơ như thế nào nha. Đó, mọi người thấy nè. Đó, khi mình mọi người, nó đặt cứng như nè đó, mọi người thấy ha. Đó, mọi người nè, nó đặt cứng như này nè. Vừa ngọt vừa phải, rất là thơm luôn, thơm ngon mùi sô cô la luôn. Trời ơi, ngọt vừa phải, không có ngọt lắm, tại vì mình không có bỏ đường đó cả nhà. Mọi người cứ thử làm đi, rất dễ làm, nhanh gọn lẹ mà ăn thì rất là ngon nữa. Chu cha chu cha. Chào mời mọi người nha, cho quên mất tiêu. Dùm mì dùm mì. Ngon tuyệt vời luôn. Mọi người thấy không? Nó rất là cứng. 2 đến 3 tiếng là cứng ok rồi, không cần 4 tiếng đâu mọi người ơi. Ngon vô cùng. Trang cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Hy vọng mọi người làm mousse sô-cô-la thành công cũng giống như Trang. Và mọi người sau khi làm mousse sô-cô-la rồi á, mọi người cho Trang cái comment review bên dưới video nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của Trang. Và đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để kênh Trang Minh ngày càng phát triển hơn nha cả nhà. Xin chào tạm biệt và chúc mọi người ăn Tết vui vẻ. Bye bye.